Hôm 17 tháng 10, một cặp thê thiếp chồng tại đô thị Kuching, Malaysia đến trường mẫu giáo để đón cậu đại trượng phu 4 tuổi tan học về nhà. Khi đến đón, họ nhận ra có một vết yêu quý kỳ lạ trên tay con mình. Vết yêu quý có hai lỗ nhỏ, một ở sụn tai và một ở gần rìa tai, trông giống hệt như vết dập kim. Ngay lập tức, cặp thê thiếp chồng này ngờ vực con mình đã bị bạo hành ở trường và hối hả đến bắt gặp thẳng hiệu trưởng để chất vấn chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, hiệu trưởng chỉ xin lỗi chứ không đưa ra bất cứ lời giảng nghĩa nào khác. Quá bức xúc, bố mẹ cậu nhỏ xíu quyết định đi hỏi giáo viên chủ nhiệm của con nhưng cô này phủ nhận bạn dạng thân có liên quan đến vụ việc. Vết dập lim trên tay cậu nhỏ xíu. Ngay sáng sủa hôm sau ngày 18 tháng 10, bố mẹ cậu nhỏ xíu đã báo cáo với cảnh sát để đòi hỏi làm rõ vụ việc. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ cô giáo để điều tra theo mục 324 của Bộ Luật Hình sự Malaysia vì tội cố ý gây yêu quý tích. Vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày, cô này được tại ngoại. Vụ việc hiện đang gây bức xúc lớn tại Malaysia. Hầu hết người dân đều kỳ vọng các nhà chức trách sẽ theo vụ khiếu nại đến tận cùng và công lý phải được thực thi. Trước đó, dư luận nước này cũng từng hết sức phẫn nộ trước vụ việc một học sinh lớp 4 tại bang Sabah bị cô giáo dập lim vào tai do chưa làm bài tập về nhà. Năm 2010, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại bang Sarawak.